Xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại em có mặt tại đường Bình Ninh, Bình Hưng. Đó. Thì mặt tiền trên đường nhựa. Phía trước là đường huyện lộ lớn nha. Đó, phía trước ngay chỗ đó đó. Thì ngay chỗ cái điểm này. Ngay chỗ điểm này nha, em có một cái mảnh đất giá rẻ nha anh chị. Anh chị theo em đi vô một cái lô đất nha. Lô đất này thì có 3 lô mà đã bán hết 2 lô rồi. Bề ngang 8 m. bề sâu vô 51 m anh chị. Đó. Đường này nè. Đường này đường xe hơi 16 chỗ chạy vô tới nơi luôn. Đường quá rộng luôn anh chị. Chạy vô tới đây là tới mảnh đất rồi. Bề ngang 8 dài 51. Bán có 300 mấy thôi. Đường rộng bề ngang chắc là 3 mét á. À. Tới chỗ này nè. Tới chỗ này là tới đất mình đây. Ở đây thì từ cái cột này nha. Từ cột này tới cái cột mù mù đằng kia là 20 mấy mét nè. Nhưng mà người ta đã phân lô ra rồi nha anh chị. Có ba lô. Nhưng mà đã bán xong hết 2 lô rồi, còn một lô duy nhất thôi. Lô chỗ này tới chỗ này. Thì coi như là từ chỗ này nha. Kéo dài qua đây là 8 mét. Sâu vô phía sau là 51 mét nha. Thẳng vô phía sau luôn. Xung quanh ở đây là đám dừa. Đó, xung quanh dừa nha. Đất là đẹp luôn. Thẳng lên tới bụi chuối phía sau đó anh chị. Bụi chuối phía sau đó. Để em đi ra phía sau cho anh chị coi nha. Coi phía sau có mồ mả gì không. Để xe đó đi. Thì ra phía sau coi cái. Để em sẽ đọc địa chỉ nha. Bề ngang 8, dài 51, coi như là mấy trăm mét vuông đó anh chị. Rồi, ra tới phía sau nè. Phía sau là cái đường nhựa nữa. Đó, cái đường nhựa lớn hồi nãy đó. Đây, đường nhựa nè. Ngay chỗ nhà đó là đường nhựa nữa đó. Xung quanh phía sau đây. Bên đây là cái để qua ra quay rõ cho mọi người coi. Đường nhựa bên đây. Xe chạy nè. Bên đây là cái nhà máy hay cái gì ta? Nó chạy ồ quạt vậy á. Đi lên phía trước mọi người. Ở đây á là Bình Ninh, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đường 3 mét nha anh chị. Ô tô vào tận nơi luôn. Cách trung tâm Ủy ban Nhân dân xã Bình Phan á, trường cấp 2, 2 km. Cách trung tâm huyện 3 km nha. Thành phố Hồ Chí Minh là 1 giờ rưỡi đi xe. Cái nền này á thì chủ kêu bán 395 triệu, bao thuế phí nha anh chị, 395 triệu. Đẹp chưa, đối diện mình là căn nhà nè, nhà vườn. Đây, khu vực xung quanh. Đẹp chưa?
xa tít mù đằng kia có một cái mã đó, đem zoom gần lại cho coi nha. Đó, cái hai cái gì đó, xa lắm, không liên quan tới đất mình đó anh chị. Vô trong đây thì nhà người dân, nó quá rẻ luôn. Đường nè, đường nhựa qua trước nè, từ ngoài chạy vô sát bên. Đó, anh chị nào mua thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Thì anh chị nào mua thì cứ liên hệ gấp đi. Thì cái này thì em nghĩ bác bán chắc cũng rẻ thôi. Đất hướng Nam nha anh chị. Đất hướng mình hướng Nam. Rồi, thì tới đây em kết thúc cái video nha. Anh chị nào mua liên hệ số điện thoại trên màn hình.